Chào các em, chào mừng các em tiếp tục với bài số 1 The Generation Gap, khoảng cách thế hệ. Đến với bài học hôm nay, cô xin ôn tập cho các em về bài tập từ vựng và cũng như bài tập đọc hiểu. Chúng ta hãy cùng đi vào giải bài tập với cô nhé. Now, exercise 1. Mark the letter A, B, C or D to indicate the word whose stress differs from the other three in pronunciation in each of the following regions. Đối với tập bài tập số 1 này, thì các em sẽ cùng cô tìm ra dấu nhấn để chúng ta chọn cho đáp án đúng. Now, number 1, SS, Erfurt, Brochure hoặc là Brochure, Castle. Vậy ở đây chúng ta sẽ thấy câu A, câu C và câu D đều là nhấn vần thứ nhất. Vậy chúng ta chọn đáp án là câu B, nhấn vần 2. Number 2, Behavior, Determine, Counselor, Decisive. Chúng ta thấy câu A, câu B và câu D đều nhấn vần 2. Vậy chỉ có câu C là nhấn vần nhất. Chúng ta chọn câu C. Number 3. Donate. Chúng ta có hai cách đọc. Đó là donate hoặc là donate. Cho nên chúng ta sẽ không xét chữ này. Compare, campaign and flashy. Chúng ta thấy là đáp án A, đáp án B và đáp án C đều có nhấn vần 2. Chỉ có đáp án D là chúng ta nhấn vần nhất, chọn đáp án D. Number 4, experience, mobility, independent and prioritize. Chúng ta thấy câu A, câu B và câu D, câu A, câu B và câu D đều nhấn vần 2, chỉ có câu C là nhấn vần 3, cho nên chúng ta chọn đáp án là câu C. Now, we move to the next exercise. Chúng ta hãy bước qua bài tập số 2, exercise 2. Mark the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the following questions. Vậy thì chúng ta sẽ chọn đáp án đúng cho những câu sau đây. Đây là dạng đáp án, 4 đáp án đều có những chữ khác nhau. Thì chúng ta phải biết đây là dạng về từ vựng. Và hôm nay cô xin ôn một số từ vựng mà chúng ta đã học trong bài số 1. Now, number 5, I live in on with my parents and my elder sister in coastal area. Vậy chúng ta sẽ thấy ở đây với ba mẹ và chị của tôi, vậy thì đây là một gia đình, gia đình hạt nhân, cho nên chúng ta chọn câu B, nuclear family. Extended family là gia đình đa thế hệ. Rồi, extended house thì nói về ngôi nhà lớn và nuclear house thì đó là ngôi nhà hạt nhân. Và câu này có nghĩa là tôi sống trong một gia đình hạt nhân với bố mẹ và chị gái của tôi ở khu vực ven biển. Now we move to number 6. Chúng ta thấy ở đây, one advantage of living in or on is to strengthen relationship between young children and adults. Vậy thì ở đây chúng ta thấy là strengthen là tăng cường cái mối quan hệ giữa trẻ nhỏ và người lớn. Vậy thì chúng ta sẽ thấy đây là sống trong một gia đình. Yes, extended family, chọn câu C. Có nghĩa là gia đình đa thế hệ. Rồi, nuclear family là gia đình hạt nhân, nuclear house là nhà hạt nhân, hay extended house là nhà mở rộng, là nhà lớn. Now, Vietnamese for sure. Bây giờ chúng ta sẽ dịch câu số 6. Một lợi thế của việc sống trong một gia đình đa thế hệ là tăng cường mối quan hệ giữa trẻ nhỏ và người lớn. And number 7, in my opinion, family members are responsible for. Theo ý kiến của tôi, vậy thì responsible for. Tất cả thành viên trong gia đình thì chịu trách nhiệm cho. Câu này chúng ta đã gặp trong phần getting started. Yes, the housework and the chores, so which one? Yes, B and A. Cho nên chúng ta chọn đáp án là D. Ha, cả A và B đều đúng. Đó là công việc nhà, ha. Còn homework là bài tập về nhà. Now, Vietnamese. Theo tôi, các thành viên trong gia đình đều có trách nhiệm đối với việc nhà. Now we move to number A. My grandpa is the most conservative person in my family. He never about way of life. Chúng ta sẽ thấy là có chữ conservative này. Lúc chúng ta học phần getting started nói về ông của anh, thì chúng ta cũng biết chữ conservative có nghĩa là bảo thủ. Vậy cái một người bảo thủ sẽ là người không bao giờ change his mind, và không bao giờ thay đổi ý suy nghĩ của mình. Cho nên chúng ta chọn đáp án là câu B. Và câu này có nghĩa là ông tôi là người bảo thủ nhất trong gia đình. À, ông ấy không bao giờ thay đổi suy nghĩ của mình về cái sống. Rồi, give his opinion là đưa ra ý kiến của ông ấy hay là anh ấy. Rồi, give his view là đưa ra quan điểm của ông ấy. Và keep in mind. Keep in mind là ghi nhớ. Number 9, after graduating from university, I went to my father's footsteps. Vậy thì, sau khi tốt nghiệp đại học, tôi muốn, chúng ta gặp chữ footsteps ở đây thì chúng ta sẽ kiếm chữ following, có nghĩa là nói bước, tiếp bước.
Succeeding là thành công, trong Go After là đi sau và Keep Up là theo kịp. Câu này có nghĩa là sau khi tốt nghiệp đại học tôi muốn tiếp bước cha tôi. Number 10, in a nuclear family, both mother and father have responsibility for housekeeping and... Housekeeping là việc nhà, việc giữ nhà và child care là việc chăm sóc con cái. Câu A này cũng là chăm sóc con cái nhưng mà không bao giờ có dạng viết rời như vậy. Chúng ta phải viết dính như vậy. Câu A này là dạng sai chính tả ha. Và chúng ta có nghĩa là gì đây? Homework là bài tập về nhà, generation gap có nghĩa là khoảng cách thế hệ. Và câu này có nghĩa là trong một gia đình hạt nhân thì cả ba và mẹ đều có trách nhiệm trong nhà và chăm sóc con cái. Now we move to number 11. Chúng ta bước qua câu 11. For generations living in the same roof will have different of lifestyle. Vậy thì chúng ta sẽ thấy là different cái gì về lifestyle? Yes, different viewpoints, đó là quan điểm. Câu A, gaps có nghĩa là khoảng cách và B, rules có nghĩa là quy tắc, manners có nghĩa là cách cư xử và viewpoints có nghĩa là quan điểm. Vậy thì bốn thế hệ mà sống chung một mái nhà sẽ có quan điểm sống khác nhau về phong cách sống ha. Sẽ có quan điểm sống khác nhau. Rồi, number 12. Luckily, my parents are always willing to listen to my new ideas. They are very... ba mẹ mà luôn lắng nghe ý tưởng mới của mình thì suy ra họ rất là open-minded. Có nghĩa là họ rất cởi mở. Narrow-minded là hẹp hòi ha. Elegant là thanh lịch và careful là cẩn thận. Câu này có nghĩa là may mắn thay, bố mẹ tôi luôn sẵn lòng lắng nghe những ý tưởng mới của tôi. Họ rất là cởi mở. Number 13, my mother, me from going home after 10 p.m. every day. Vậy thì mẹ của mình thì như thế nào sau 10 giờ tối mỗi ngày? Vậy thì mình, yes, forbids, là cấm mình. Không có được đi, không được trở về nhà sau 10 giờ tối. Có nghĩa là mình không được đi chơi mà muộn hơn 10 giờ, ha. Rồi, hàng ngày mẹ tôi cấm tôi về nhà sau 10 giờ tối. Allows và less có nghĩa là cho phép ha. On là correct, là tất cả đều đúng, chúng ta không chọn câu này. Chúng ta chỉ chọn câu là forbids thôi. Move to number 14. Chúng ta bước qua câu số 14. Anna often dresses when going to the practice in order to attract her friend's attention. Vậy để thu hút sự chú ý của bạn mình thì Anna dresses là ăn mặc. Ăn mặc như thế nào? Yeah, flashily là ăn mặc một cách lòe lẹt. Plainly là rõ ràng, properly là đúng mực. Và soberly là tỉnh táo, cho nên câu 14 này có nghĩa là Anna thường ăn mặc lòe lẹt khi đi dự tiệc để thu hút sự chú ý của bạn bè. And number 15, we surprise by Charles every Monday, he changes it at least 4 times a month. Vậy thì mình ngạc nhiên bởi cái gì của Charles mà anh ta thay đổi 4 lần một tháng, ít nhất là 4 lần một tháng. Yes, hairstyle hay. Có nghĩa là kiểu tóc, còn lifestyle là lối sống, viewpoint là quan điểm và manner phong cách. Cho nên câu này chúng ta dịch là gì? Chúng tôi rất ngạc nhiên bởi kiểu tóc của Joe vào mỗi thứ hai, anh ấy thay đổi ít nhất 4 lần một tháng. And number 16, I rarely eat and drink because they not good for health. Vậy thì tôi ít ăn và uống cái gì bởi vì nó không tốt cho sức khỏe. Ít ăn đồ ăn vặt và uống nước ngọt. Snack là đồ ăn nhẹ và nước tăng lực, energy drink. Còn fast food là đồ ăn nhanh và juice là nước trái cây. Fruit là trái cây và alcoholic là drink là đồ uống có cồn. Vậy chỉ có junk food và soft drink chúng ta chọn được trong trường hợp này. Và number 16 có nghĩa là tôi hiếm khi ăn đồ ăn vặt và uống nước ngọt vì chúng không phải là thực phẩm tốt cho sức khỏe. Now we move to number 17. Chúng ta bước qua câu số 17. Ở đây chúng ta thấy là generation, cái gì là is the difference in the thoughts and viewpoints on among generation living together. Vậy ở đây là sự gì? Chúng ta học cái tựa bài là đi với generation gap, còn distance là nói về khoảng cách, về không gian ha. Rồi, là space này có nghĩa là không gian và on the correct là tất cả đều đúng. Này là không gian hay vũ trụ. Cho nên câu 17 này chúng ta dịch nghĩa là khoảng cách thế hệ là sự khác biệt về suy nghĩ, quan điểm sống giữa các thế hệ cùng chung sống. And number 18, I was tired and couldn't cái gì đó on doing my research project properly. Vậy thì mệt rồi và không thể cái gì on. Chúng ta gặp chữ on ở đây, ta sẽ chọn từ concentrate hay, có nghĩa là tập trung. Còn look là nhìn, pay attention là chú ý. Both A and C là cả A và C. Thì ở đây chúng ta pay attention là phải đi với chu, cho nên câu C chúng ta chọn không được. Và chúng ta cùng dịch nghĩa câu 18 với cô.
Tôi cảm thấy mệt mỏi và không thể tập trung thực hiện tốt dự án nghiên cứu của mình. And number 19, my parents don't let me get married until I graduate from university and they never, they mind about that. Chúng ta còn nhớ hồi nãy là change his mind đó. Vậy thì chỗ này chúng ta sẽ đi với từ là change ha. Vậy thì là ba mẹ của mình là sao? A là giữ nguyên, keep giữ nguyên, impose là áp đặt, focus là chúng ta phải đi với on ha, tập trung. Rồi, change có nghĩa là thay đổi. Vậy thì ba mẹ của tôi không cho tôi kết hôn cho đến khi tốt nghiệp đại học và họ không bao giờ thay đổi ý định về điều đó. And move to number 20. 20, the cái gì arises when Jack and his parents have considerable disagreement on his choice of university. Chúng ta thấy có disagreement là sự bất đồng ha. Rồi về choice of university thì là về lựa chọn trường đại học. Vậy thì giữa hai bên đã có cái gì xảy ra? Yes, conflict. Đã có mâu thuẫn xảy ra. A, discrimination là phân biệt đối xử. B, conflict là xung đột. Agreement là thỏa thuận và gap là khoảng cách. Vậy ở đây sẽ có là xung đột nảy sinh khi Jack và cha mẹ của anh ta có những bất đồng đáng kể trong việc lựa chọn trường đại học của anh ta. And 21, I do morning exercise and play volleyball regularly so as to keep and be healthy. Chúng ta gặp chữ keep thì chúng ta sẽ đi kiếm chữ fit ha. Và cái này có nghĩa là fit nghĩa là phù hợp, nhưng mà keep fit có nghĩa là giữ dáng, good shape là dáng đẹp, healthy là khỏe mạnh và strong là mạnh mẽ. Chữ healthy này chúng ta sẽ đi với chữ stay ở trước thì có nghĩa là giữ gìn sức khỏe. Và chúng ta dịch câu này có nghĩa là tôi tập thể dục buổi sáng và chơi bóng chuyền thường xuyên để giữ dáng và khỏe mạnh hơn. And number 22, since the family law was implemented, domestic violence has been a rare in this area. Vậy chúng ta sẽ thấy là domestic violence có nghĩa là bạo lực gia đình. Rare là hiếm, hiếm khi. Yes. Chúng ta sẽ chọn đáp án ở đây là câu C ha. Ít khi xảy ra. Còn câu A có nghĩa là xảy ra là động từ, còn taking place là diễn ra và occurrence là sự xảy ra và happenstance là ngẫu nhiên. Cho nên chúng ta sẽ chọn câu C. Và câu này có nghĩa là kể từ khi luật gia đình được thực hiện, bạo lực gia đình đã hiếm khi xảy ra ở khu vực này. Chúng ta bước qua câu 23 và câu 24. 23. My father used to a lot of challenges before establishing his own insurance company. Vậy thì công ty bảo hiểm của ba mình. Rồi ba mình a lot of challenges. Nhiều thách thức. Vậy thì đã. Vâng, đối mặt. Face. Face có nghĩa là đối mặt. Câu A có nghĩa là cung cấp, provide, cung cấp, enjoy là tận hưởng, give là cung cấp cho và face là đối mặt. Vậy thì câu này có nghĩa là cha tôi đã từng phải đối mặt với rất nhiều thử thách trước khi thành lập công ty bảo hiểm của riêng mình. And number 24, I wish I could do something to reduce financial on my parents. Chúng ta thường thường học cụm là financial sẽ đi với từ là, vâng, burden. Chữ này là chúng ta đã học năm lớp 10 rồi ha. Cái này có nghĩa là gánh nặng. Rồi, capital là nói về vốn hoặc là thủ đô, và limit là giới hạn và gap là khoảng cách. Vậy thì là câu này có nghĩa là tôi ước mình có thể làm gì đó để giảm bớt gánh nặng tài chính cho bố mẹ. Và các em đã vừa qua xong 24 câu về từ vựng và chúng ta hãy tiếp tục cùng cô sửa bài tập về phần đọc hiểu. Continue. Exercise 3. Read the following passages and mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following to each of the questions. Vậy thì chúng ta sẽ đọc bài đọc này và chúng ta tìm ra lựa chọn đáp án cho chính xác để trả lời cho câu hỏi hoặc những câu gợi ý của đề. Nào, bây giờ chúng ta hãy cùng lắng nghe. Đây là giọng của người Mỹ. Các em có thể luyện tập phát âm ở nhà thêm thông qua phần nghe này. Chúc các em luyện tập phát âm thành công. Stella McCartney was born in 1972, the daughter of pop star Sir Paul McCartney. She is the youngest of three sisters. One sister is a potter and the other sister does the same job as their mother used to do. She works as a photographer. Stella's brother, James, is a musician. Stella first hit the newspaper headlines in 1995 when she graduated in fashion design from art college. At her final show, her clothes were modeled by her friends, Naomi Campbell and Kate Moss, both well-known models. Unsurprisingly, the student show became front-page news around the world.
Stella hadn't been in the news before as a fashion designer, but she had spent time working in the fashion world since she was 15. In March 1997, Stella went to work for the fashion house Chloe. People said the famous fashion house had given her the job because of her surname and her famous parents, but Stella soon showed how good she was. She designs clothes which she would like to wear herself, although she's not a model, and many famous models and actors choose to wear them. In 2001, Stella started her own fashion house and has since opened stores around the world and won many prizes. A lifelong vegetarian, McCartney does not use any leather or fur in her design. Instead, she uses silk, wool and other animal-derived fabrics. Vâng, và các em vừa nghe xong phần bài đọc và về nhà chúng ta sẽ luyện thêm nhé. Bây giờ chúng ta hãy cùng nghiên cứu câu 25 với cô. Which of the following is not true about Stella's family? Câu nào sau đây là không đúng về gia đình của Stella? Thứ nhất, she has three sisters, quê có ba chị em gái. B, one of her sisters is a photographer. À, một trong những chị gái của cô ta là một thợ chụp hình. À, she is the youngest, cô ấy là đứa con trẻ nhất. Và her father is a famous singer. Cha cô ấy là một ca sĩ nổi tiếng. Vậy chúng ta thấy có câu là not true. Vậy chúng ta trở và lại bài đọc, chúng ta coi. Chúng ta thấy là gì đây? She is the youngest of three sisters. Vậy thì là người trẻ nhất trong ba chị em gái. Vậy thì gia đình của cô ta có phải là có ba người chị gái không? À, dĩ nhiên là không rồi, mà chỉ có hai người chị gái thôi. Cho nên câu A là câu không đúng. And number 26, Stella Naomi Campbell and Camus. Hai người này, Naomi và Camus là gì của Stella? Ba người này là gì với nhau? Câu A, met for the first time at her fashion show, là gặp nhau lần đầu tiên tại buổi trình diễn thời trang của cô ta. And are very famous fashion models. Cả ba đều là những người mẫu thời trang nổi tiếng. And she had been friends before 1995. Là từng là bạn bè trước năm 1995. And they all performed at the final show in 1995. Tất cả đều biểu diễn tại buổi trình diễn cuối năm 1995. Vậy chúng ta, buổi chung kết, buổi trình diễn chung kết ha, năm 1995. Vậy chúng ta hãy trở lại để chúng ta coi ở phần bài đọc. Chúng ta sẽ thấy là in 1995, when she graduated in fashion design from art college, at her final show, her clothes were molded by her friends Naomi Campbell and Kate Moss. Vậy thì ba người này đã là bạn trước năm 1995 và cả ba không có lên trình diễn, mà chỉ có Naomi và Kate Moss lên trình diễn thôi, bởi vì cả hai họ là những người mẫu nổi tiếng. À, và Stella không phải là người mẫu nổi tiếng mà là nhà thiết kế. Vì vậy câu 26 chúng ta sẽ chọn đáp án chính là câu yes, câu C ha, đều là bạn trước năm 1995. Now we move to 27. Which of the following is true about the show? Câu nào sau đây là đúng về bài về chương trình biểu diễn? A, everyone was surprised when Stella's show was successful. Vậy mọi người đều ngạc nhiên khi buổi trình diễn của Stella thành công. Và the models performed clothes designed by Stella, là những người mẫu thì trình diễn quần áo thiết kế bởi Stella. Và C, the show was the last show of Stella. Đó là buổi biểu diễn cuối cùng của Stella. There was no one famous appearing in the show. Không có ai nổi tiếng xuất hiện trong chương trình. Vậy chúng ta hãy trở lại bài đọc để chúng ta coi. Đây, chúng ta sẽ thấy chỗ này. And many famous models and actors choose to wear them. Vậy thì, yes, although she's not a model, vậy cô ta không phải là người mẫu, nhưng mà nhiều người mẫu nổi tiếng và diễn viên lại chọn mặc đồ của cô ta. Vậy, chúng ta sẽ thấy câu 27 ở đây. Đáp án chính xác của chúng ta chính là nhiều người mẫu ha, mặc đồ, đúng không? Trình diễn trang phục do Stella thiết kế. And number 28, Stella thinks about the kinds of clothes that. Vậy thì Stella nghĩ về những loại quần áo mà hey, famous people like to wear. Người nổi tiếng thích mặc. She likes to wear, cô ấy thích mặc. When non models perform beautifully, người mẫu nổi tiếng trình diễn đẹp mắt. And bring her prize, mang lại giải thưởng cho cô ấy. Yes, 28.
I hear she designs clothes which she would like to wear herself. Vậy là cô ta thiết kế đồ mà cô ta muốn mặc. Vì vậy câu 28 ở chỗ này chúng ta sẽ chọn đáp án chính là she likes to wear. Likes là bằng như would like to đó. Now, and number 29, từ lifelong trong bài đọc thì nó sẽ bằng nghĩa với gì? Lifelong thì chúng ta thấy nó có nghĩa là suốt đời, lâu dài. Còn permanent có nghĩa là lâu dài, inconstant có nghĩa là không ổn định, temporary là tạm thời và changing là thay đổi. Vì chúng ta đã dịch được rồi thì chắc chắn đáp án của chúng ta chính là câu A và chúng ta không cần phải đi lại coi bài đọc. Và bây giờ chúng ta hãy cùng bước qua bài dịch với cô. Hãy lắng nghe bài dịch nhé. Stella Mitskatney sinh năm 1972 là con gái của ngôi sao nhạc pop ngài Paul Mitskatney. Cô là con út trong gia đình có ba chị em gái. Một chị là thợ gốm và chị kia làm công việc giống như mẹ của họ từng làm. Chị ấy làm nhiếp ảnh gia. Anh trai của Stella là James là một nhạc sĩ. Stella lần đầu tiên xuất hiện trên các báo vào năm 1995 khi cô tốt nghiệp ngành thiết kế thời trang tại trường cao đẳng nghệ thuật. Tại buổi trình diễn cuối cùng, trang phục của cô được trình diễn bởi những người bạn của cô, Naomi Campbell và Kay Moss, đều là những người mẫu nổi tiếng. Không có gì ngạc nhiên khi chương trình của sinh viên đã trở thành tin tức trang nhất trên toàn thế giới. Trước đây, Stella không được đưa tin với tư cách là một nhà thiết kế thời trang, nhưng cô ấy đã dành thời gian làm việc trong thế giới thời trang từ năm 15 tuổi. Vào tháng 3 năm 1997, Stella đến làm việc cho nhà mốt Dior. Và mọi người nói rằng hãng thời trang nổi tiếng đã giao việc cho cô ấy vì họ của cô ấy và cha mẹ nổi tiếng của cô ấy. Nhưng Stella đã sớm cho thấy cô ấy giỏi như thế nào. Cô ấy tự thiết kế những bộ quần áo mà cô ấy muốn mặc. Mặc dù cô ấy không phải là người mẫu và rất nhiều người mẫu và diễn viên nổi tiếng chọn mặc chúng. Năm 2001, Stella thành lập hãng thời trang của riêng mình và từ đó đã mở các cửa hàng trên khắp thế giới và giành được nhiều giải thưởng. Là một người ăn chay cả đời, Miss Cagney không sử dụng bất kỳ loại da hay lông thú nào trong thiết kế của mình. Thay vào đó, cô sử dụng lụa, len và các loại vải có nguồn gốc từ động vật khác. Cô vừa cung cấp cho các em về cô Stella Miss Cagney. Đó là về một nhà thiết kế nổi tiếng trên thế giới. Và hy vọng rằng bài đọc này cũng đã cung cấp một thông tin hữu ích. Nào, chúng ta hãy bước qua bài đọc số 2. Exercise 4. Read the following passages and mark the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the questions. Là đọc bài đọc sau và chúng ta chọn A, B, C, D cũng giống như bài đọc vừa rồi. Bài tập số 3. Nào, trước tiên cô mời các em hãy nghe bài đọc. In American, although most men still do less housework than their wives, that gap has been halved since the 1960s. Today, 41% of couples say they share childcare equally, compared with 25% in 1985. Men's greater involvement at home is good for their relationships with their spouses, and also good for their children. Hands-on fathers make better parents than men who let their wives do all the nurturing and childcare. They raise sons who are more expressive and daughters who are more likely to do well in school, especially in math and science. In 1900, life expectancy in the United States was 47 years, and only 4% of the population was 65 or older. Today, life expectancy is 76 years, and by 2025, it is estimated about 20% of the U.S. population will be 65 or older. For the first time, a generation of adults must plan for the needs of both their parents and their children. Most Americans are responding with remarkable grace. One in four households gives the equivalent of a full day a week or more in unpaid care to an aging relative, and more than half say they expect to do so in the next 10 years. Older people are less likely to be impoverished or incapacitated by illness than in the past, and have more opportunity to develop a relationship with their grandchildren. Even some of the choices that worry people the most are turning out to be manageable. Divorce rates are likely to remain high, and in many cases marital breakdown causes serious problems for both adults and kids. Yet when parents minimize conflict, family bonds can be maintained. And many families are doing this. More non-custodial parents are staying in touch with their children. Child support receipts are rising. A lower proportion of children from divorced families are exhibiting problems than in earlier decades.
and stepfamilies are learning to maximize children's access to supportive adults rather than cutting them off from one side of the family. Vâng, và chúng ta vừa nghe bài đọc xong, vậy thì cô mời các em chúng ta bước qua phần bài tập. Now, number 30, which of the following can be the most suitable heading for paragraph 1? Có nghĩa là kêu chúng ta tìm ý chính ha. Vậy thì tiêu đề nào sau đây có thể là tiêu đề phù hợp nhất cho đoạn 1? Men's involvement at home, sự tham gia của nam giới ở nhà. Benefits of men's involvement at home, lợi ích của sự tham gia của nam giới ở nhà. And see drawbacks of men's involvement at home, mặt hạn chế của sự tham gia của nam giới ở nhà. And children study math and science, trẻ em học toán và khoa học. Để biết được đáp án, chúng ta hãy cùng cô trở lại bài đọc. Now, you can see men's greater involvement at home is good for their relationship with their spouses and also good for their children. Vậy thì đây là đang nói về sự tham gia của nhiều người đàn ông trong việc nhà thì sẽ tốt cho các mối quan hệ với vợ của họ và cũng như là tốt đối với con cái của họ. Vậy câu 30 chúng ta sẽ chọn đáp án là vâng, đó là benefits of men's involvement at home. Chọn câu B, đó là lợi ích của sự tham gia của nam giới ở nhà. And 31, nowadays, chúng ta xuống xe bằng với là today. Ngày nay thì là bao nhiêu phần trăm người đàn ông có thể chăm sóc con cái? Chúng ta hãy trở lại bài đọc. Vậy thì bao nhiêu phần trăm? Yes, today 41% of couples say they share childcare equally. Vậy thì 41% cặp vợ chồng nói rằng họ chia sẻ việc chăm sóc con cái bình đẳng. Vậy chứng tỏ là chúng ta sẽ suy ra là có người đàn ông trong đó. Vì vậy câu 31 lúc này chúng ta sẽ chọn về yes, B, 41% là 41%. Chúng ta bước qua câu 32. According to the writer, all people in the USA. Vậy thì theo người viết thì những người già ở Mỹ như thế nào? Are experiencing a shorter life expectancy, là đang có tuổi thọ ngắn hơn. Receive less care from their children than they used to, ít nhận được sự chăm sóc từ con cái của họ hơn trước đây. And see have better relationships with their children and grandchildren, có mối quan hệ tốt hơn với con cháu của họ. And he may live in worse living condition, có thể sống trong điều kiện sống tồi tệ nhất. Vậy chúng ta sẽ trở lại bài đọc để chúng ta xem người già ở Mỹ thì như thế nào. Chúng ta sẽ thấy là have more opportunity to develop a relationship with their grandchildren. Vậy là có nhiều cơ hội để phát triển mối quan hệ với con cháu của họ hơn. Đúng không? Vậy vì câu 32 chúng ta sẽ chọn đáp án chính là yes, have better relationship with their children and grandchildren. Chọn đáp án là câu C. Chúng ta hãy bước qua câu 33. Which of the following is not true about divorce rates in the USA? Là điều nào sau đây không đúng về tỷ lệ ly hôn ở Hoa Kỳ? A, they will still be high. Chúng vẫn sẽ cao. B, they can cause problems for both parents and children. Chúng có thể gây ra vấn đề cho cả ba mẹ và con cái. C, more problems are caused by children from divorced family. Nhiều vấn đề hơn do trẻ em đến từ gia đình ly hôn gây ra. Cái này là xuất phát từ những trẻ em ha. Từ những gia đình ly hôn đã gây ra nhiều vấn đề. And these children are encouraged to meet their separate parents. Trẻ em được khuyến khích gặp cha mẹ riêng của chúng. Vậy chúng ta sẽ trở lại bài đọc để chúng ta xem câu nào không đúng về việc ly dị ở Hoa Kỳ. Chúng ta sẽ thấy là yes, divorce rates are likely to remain high. Tỷ lệ ly dị ở Hoa Kỳ thì có thể là vẫn cao. And in many cases, marital breakdown, trong những trường hợp mà gia đình ly dị, causes serious problems, gây ra nhiều vấn đề nghiêm trọng for both adults and kids, cho cả người lớn và trẻ nhỏ. Vậy chúng ta thấy chỗ này là gia đình ly dị gây ra, chứ không phải là do trẻ em gây ra. So number 33, not true, chính là ở đây. Ngày càng nhiều vấn đề do trẻ em từ các gia đình ly hôn gây ra. And C is the correct answer. Và câu C chính là câu đúng. Chúng ta bước qua câu 34. 34. The word equivalent in paragraph 2 is closest in meaning to. Từ equivalent này có nghĩa là gì trong đoạn 2? A. Comparable. B. Opposed là đối lập. Comparable là giống. Dissimilar là không giống nhau. Và contrasting là ràng buộc. Vậy chúng ta sẽ thấy equivalent có nghĩa là tương đồng, tương đương. Vậy thì từ tương đương trong đoạn 2 chúng ta sẽ gần nghĩa nhất với câu A. Có thể chúng ta đã biết nghĩa rồi thì chúng ta không cần phải quay lại bài đọc.
To define the word manageable in paragraph 3, it closes meaning to, cũng là từ đồng nghĩa manageable, có nghĩa là có thể giải quyết được, có thể quản lý được. Thì câu A có nghĩa là difficult là khó khăn, challenging là thách thức, thử thách, rồi demanding là đòi hỏi, và easy là dễ dàng. Vậy có thể quản lý được thì Siga nó chính là dễ dàng. Chúng ta chọn câu D. Chúng ta bước qua câu 36. 36. The word this in the paragraph 3 refers to. Vậy đối với trường hợp này chúng ta sẽ đọc ở câu trước và chúng ta sẽ dịch nghĩa. I get any frost là ly hôn. Rồi causing problems to kids là gây ra vấn đề cho trẻ em. Rồi minimizing conflict là giảm thiểu xung đột. Và maintaining bonds là duy trì mối quan hệ. Chúng ta thấy ở câu 36 chúng ta trở lại. Thì chúng ta xem từ this này nó bổ nghĩa cho cái gì. Đây. Yet when parents minimize conflict, family bonds can be maintained. And many families are doing this. Vậy chúng ta sẽ thấy là khi mà ba mẹ hạn chế những mâu thuẫn, minimize là làm nhỏ đi, hay là hạn chế tối thiểu những mâu thuẫn, thì gia đình có thể được duy trì, mối quan hệ của gia đình, sự gắn bó của gia đình được duy trì. Và nhiều gia đình đang thực hiện điều này. Vậy thì là chúng ta hạn chế đi những mâu thuẫn, minimize. Và ở đây chính là minimize, giảm thiểu xung đột. Chọn câu B. And number 37, according to the writer, the future of American family life can be. Đây là câu hỏi suy luận nha. Theo như tác giả thì tương lai của cuộc sống gia đình người Mỹ đó thì có thể là A, positive là tích cực, B, negative là tiêu cực, unchanged là không đổi và unpredictable là không thể đoán trước được. Vậy chúng ta trở lại bài đọc đi cô. Là chúng ta sẽ thấy đây, a lower proportion of children from divorced families are exhibiting problems than in earlier decades. Vậy thì là ngày càng ít tỷ lệ trẻ nhỏ ha, từ những gia đình ly dị mà có những vấn đề hay là thể hiện những vấn đề hơn là những thập kỷ vừa qua. Vậy thì đây là một cái xu hướng tích cực. Chúng ta từ câu này thì chúng ta sẽ chọn được đáp án, đó chính là câu A. Vâng, và các em vừa cùng cô làm 37 câu bài tập, trong đó 24 câu từ vựng và 13 câu bài đọc, trong đó có 2 bài đọc, 1 bài đọc là 5 câu và 1 bài đọc là 8 câu. Cô hy vọng là chúng ta đem kỹ lại phần này để chúng ta luyện thêm kỹ năng làm bài đọc và từ vựng. Chúc các em thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong video sau. Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe. Bye bye, see you.